Một tuần trở lại đây, giá các loại rau xanh, khoai củ tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có xu hướng tăng nhẹ, từ 5 đến 7%. Nguyên nhân là đầu vụ rau cách đây hơn một tháng, xảy ra những đợt mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích trồng rau củ của nhà vườn đã hư hỏng, dẫn đến nguồn cung hạn chế ở thời điểm này. Chợ đầu mối rau củ Bà Rịa, thành phố Bà Rịa, mỗi ngày có khoảng 60 tấn rau củ của nông dân trong tỉnh Lâm Đồng, một số tỉnh miền Tây và chợ đầu mối Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh tập kết về, sau đó luân chuyển tiêu thụ các nơi trong tỉnh. Thống kê của Ban Quản lý chợ Bà Rịa, một tuần trở lại, giá một số mặt hàng rau củ có mức tăng thêm từ 2.000 đến 7.000 đồng một ký, nghĩa là tăng khoảng 5% so với mức giá tuần trước. Theo các tiểu thương, giá rau quả vẫn tiếp tục tăng trong tuần tới do nguồn cung hạn chế. Lúc mà không mưa gió thì nói chung ra là bán cũng bình thường thôi, giá cả thị trường thì nó cũng ổn định. Nhưng mà lúc mà cái thời điểm mà mưa gió này nhiều, rồi dưới ra phần cái bệnh Covid nè, thành thử ra buôn bán nói chung là nó hơi ế ẩm, mà đồ thì nó lên, nên thành thử ra cũng khó bán lắm, bán nó chậm đi, nó không bằng lúc trước. Vụ rau hè năm nay, nông dân toàn tỉnh gieo trồng khoảng 3.000 hectare, với các loại cải, xà lách, rau muống, mồng tơi, dền, hẹ. Diện tích trồng rau tương đối lớn, cộng với nguồn cung từ các tỉnh lân cận, nguồn rau củ đảm bảo cung cấp đủ cho thị trường Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, trước diễn biến bất thường của thời tiết, mưa kéo dài ngay đầu vụ rau, cách đây hơn một tháng, khiến nhiều diện tích rau củ bị thiệt hại, nên đến thời điểm này nguồn rau khan hiếm. Chi phí vận chuyển thời điểm này cũng tăng do giá xăng dầu tăng. Do đó, khả năng giá rau củ sẽ tiếp tục tăng thêm từ 10 đến 15% trong những tuần kế tiếp. Nhưng là mưa có ảnh hưởng tới việc buôn bán. Thường thường nó bị hư hao rồi, cho nên giá cả có lên. Như chanh thì rất là rẻ, mà như rau rác thì nó mắc vì mưa nó hư. Có trời mưa trời gió thì nói chung là hàng tăng lên, mua bán thì khó lắm, bán khó lắm. Mua thì đắt mà bán thì khó. Ngồi bán lẻ này quản lý đô thị vô đuổi thì bán khó lắm. Trong khi rau củ ở chợ tăng giá, thì ở các siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch, nguồn hàng rau củ khá phong phú về chủng loại, số lượng, giá cả cố định. Thế nhưng do giá cả ở những kênh bán hàng này vốn đã cao, nên cũng không đến được với đại đa số người tiêu dùng.